Kem thân mến, thầy trò chúng ta cùng tiếp tục với bài tự luận 6 của tuần 31 nhé. Đề bài như sau này. Lúc 8 giờ 15 phút, một xe máy đi từ A với vận tốc 35 km/h. Đến 9 giờ, một ô tô cũng đi từ A với vận tốc 50 km/h và đi cùng chiều với xe máy. Biết quãng đường AB dài 100 km, ý A. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô đuổi kịp xe máy, ý B. Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km? Thì bây giờ chúng ta tư duy nhanh cho thầy này. Hai xe này đi cùng chiều hay ngược chiều các em nhỉ? À, hai xe này đi cùng chiều. Như vậy chúng ta sẽ nghĩ đến cho thầy một cái công thức, đó là gì nhỉ? Chúng ta sẽ áp dụng khi mà hai xe đi cùng chiều. Đấy, áp dụng cùng chiều nha, thì mình sẽ có là gì nhỉ? Mình sẽ áp dụng đó là hiệu quãng đường. Hiệu quãng đường sẽ bằng hiệu vận tốc nhân với lại thời gian đuổi kịp. Tức là thời gian xe sau đuổi kịp xe trước đấy các em ạ. Nhân với thời gian đuổi kịp. Đấy, các em nhớ để áp dụng cho thầy cái này nhé. Thế bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi biểu diễn cái quãng đường AB này nhá. Đây là cái đoạn đường AB này chẳng hạn. Đây là điểm A này, đây là điểm B. Quãng đường AB đây. Lúc 8 giờ 15 phút thì xe máy được xuất phát trước. Thì xe máy đang ở vị trí A, được xuất phát trước. À, xe máy đi được một đoạn cho đến vị trí C chẳng hạn. Đây là 9 giờ. Xe máy đang ở vị trí C chẳng hạn. Thì lúc này ô tô mới xuất phát. Đấy. Lúc 9 giờ ô tô mới xuất phát. 9 giờ ở đây này. Ô tô mới bắt đầu xuất phát các em nhé. Các em đây hiểu chưa nào? Và trong quá trình ô tô và xe máy cùng đi từ cái mốc 9 giờ này này, từ mốc 9 giờ này thì giả sử ô tô đuổi kịp xe máy tại điểm D chẳng hạn, tại điểm D. Thế thì khi ấy xe máy đi được quãng đường đó là gì? Xe máy từ lúc 9 giờ đến điểm gặp nhau thì xe máy sẽ đi được quãng đường là từ C đến D. Thầy gọi là quãng đường CD. Thế còn ô tô sẽ đi được quãng đường là từ đâu nhỉ? Đi được quãng đường từ A cho đến D. Thầy gọi là quãng đường AD. Đây chúng ta dùng thước ra dòng thẳng này. Đây là quãng đường ô tô đi được từ lúc 9 giờ đến điểm gặp nhau. Và chúng ta tư duy thầy là khi hai xe đi cùng chiều chúng ta sẽ áp dụng là hiệu quãng đường bằng hiệu vận tốc nhân với thời gian đuổi kịp, đúng không các em? Vậy hiệu quãng đường đâu? Chúng ta dùng thước ta gióng cho thầy, chúng ta sẽ nhìn ra ngay hiệu quãng đường đây. Đây, cái đoạn này chính là hiệu quãng đường. Mà hiệu quãng đường chính là cái đoạn mà xe máy đi trước ô tô, đúng không các em? Đấy, hiệu quãng đường là đoạn AC đấy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta xử lý được hiệu quãng đường đây? Thì bây giờ bước 1, chúng ta tính cho thầy được là thời gian xe máy đi trước này. Sau đó bước 2 thì mình sẽ tính cho thầy được là quãng đường mà xe máy đi trước này. Thì từ đây mình sẽ ra được gì? À, từ đây mình sẽ ra được là hiệu quãng đường. Các em hiểu không? Đấy, mình sẽ ra được hiệu quãng đường. Thầy viết tắt nhé, hiệu quãng đường. Thế còn hiệu vận tốc thì đề bài cho chúng ta vận tốc rồi. Chúng ta có hiệu quãng đường đúng không các em? Đã tính được. Chúng ta có hiệu vận tốc thì đến đây chúng ta có tìm được thời gian mà ô tô được kịp không? À, thầy tin rằng các em sẽ làm được. Bây giờ chúng ta sẽ đi triển khai nhé. Bây giờ mình sẽ đi tính thời gian xe máy đi trước ô tô các em nhé. Mình sẽ có lời văn như sau. Thời gian xe máy đi trước ô tô là từ lúc 8 giờ 15 phút đến lúc 9 giờ là khoảng thời gian xe máy đi trước là bao nhiêu? Ta sẽ lấy 9 giờ trừ đi 8 giờ 15 phút. À, rất đơn giản, chúng ta sẽ ra được ngay đó là bằng 45 phút. À, bước 1 vẫn chưa xong nhé. Để tính được quãng đường thì chúng ta phải có thời gian đổi ra giờ. Bởi vì vận tốc là km trên giờ các em ạ. Đấy, chúng ta sẽ phải đi đổi nhé. Thêm một dòng nữa là cho bạn chị đi đổi. 45 phút sẽ bằng, chúng ta chia 60, ta sẽ được là 0,75 giờ. Có được thời gian xe máy đi trước là 0,75 giờ, chúng ta sẽ tính được quãng đường mà xe máy đi trước ô tô là. Thì chúng ta sẽ lấy vận tốc của xe máy là bao nhiêu nhỉ? À, áp dụng công thức là S sẽ bằng là gì? S bằng này V nhân với lại T. Vận tốc của xe máy là 35 km/h. Thời gian xe máy đi trước đổi ra giờ được là 0,75 giờ đây rồi. Ta sẽ lấy 35 nhân với lại 0,75. Các em đặt tính ra nháp nhé. Thì ta sẽ được kết quả là 26,25 đơn vị là km. Như vậy chúng ta đã gần xong rồi. Ta đến được tính được hiệu quãng đường rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm hiệu vận tốc của hai xe. Mình có hiệu vận tốc của ô tô và xe máy là. Thì ta sẽ lấy vận tốc của ô tô trừ đi vận tốc của xe máy. Đấy, cùng đơn vị là km trên giờ rồi. Ta sẽ lấy 50 trừ đi 35. Thì mình sẽ được là 15 đơn vị là km trên giờ.
Chúng mình đã có hiệu quãng đường, chúng mình đã có hiệu vận tốc. Bây giờ tìm thời gian đuổi kịp thì ta sẽ lấy hiệu quãng đường chia cho hiệu vận tốc thôi. Mình sẽ có lời văn tiếp theo. Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là, ta lấy hiệu quãng đường. Hiệu quãng đường, thầy nhắc lại nhé, hiệu quãng đường chính là quãng đường mà xe máy đi trước. Đây các em, đây chính là quãng đường mà xe máy đi trước này. Ta lấy hiệu quãng đường chia cho hiệu vận tốc, tức là mình sẽ lấy 26,25 chúng ta chia cho 15 thì em sẽ ra được là 1,75 đơn vị là giờ. Các em để ý kỹ câu hỏi, đó là đề bài hỏi chúng ta là hỏi đến mấy giờ thì ô tô đuổi kịp xe máy. Thời gian ô tô bắt đầu đi là 9 giờ các em này. Ô tô bắt đầu đi là 9 giờ và đề bài hỏi chúng ta là đến mấy giờ thì ô tô sẽ đuổi kịp xe máy. Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là 1,75 giờ. Bây giờ chúng ta sẽ phải đổi ra bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút nhé. Đổi 1,75 giờ này, 1,75 sẽ bằng 1 cộng với lại 1 giờ cộng với 0,75 giờ. 1 giờ này, 0,75 giờ chính là 45 phút. Thì ở đây ta sẽ ghi là 1 giờ 45 phút. Bây giờ chúng ta sẽ lấy thời gian mà ô tô bắt đầu xuất phát là từ lúc 9 giờ, đúng không các em? Chúng ta cộng cái khoảng thời gian đi là 1 giờ 45 phút thì mình sẽ ra được là cái đồng hồ lúc đấy đang chỉ mấy giờ. Các em hiểu chưa nào? Mình sẽ nói ô tô đuổi kịp xe máy lúc, bây giờ chúng ta sẽ lấy 9 giờ này là lúc mà đồng hồ chỉ mà thời gian ô tô bắt đầu đi ấy, đó là 9 giờ cộng với khoảng thời gian đi là 1 giờ 45 phút thì ta sẽ ra được ngay đó là 10 giờ 45 phút. Và đến đây chúng ta mới trả lời được câu hỏi là đến mấy giờ thì ô tô đuổi kịp xe máy, đó chính là lúc 10 giờ 45 phút các em nhé. Chúng ta đã xong được ý A. Tiếp theo đến với ý B, đề bài hỏi chúng ta là nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km. Bây giờ chúng ta lại nhìn cho thầy cái phần sơ đồ biểu diễn này. Nơi gặp nhau là điểm D, cách A bao nhiêu km chính là cái đoạn AD mà thầy đã phân tích với các em trước đó. Đoạn AD chính là đoạn mà ô tô đi được, đúng không? Từ A đến D chính là quãng đường mà ô tô đi được. Như vậy bây giờ mình sẽ trả lời được ý B, đó là nơi gặp nhau cách A số km là. Bây giờ thầy sẽ trình bày ra cái tờ giấy này nhé, trình bày ý B ra tờ giấy này các em nhé. Chính là quãng đường mà ô tô đi được. Vận tốc của ô tô là 50 km/h nhân với thời gian mà ô tô đi, đó là nhân với khoảng thời gian, chính là khoảng thời gian mà ô tô đuổi kịp xe máy đấy, đó là nhân với lại 1,75 giờ các em nhé. Đây, rồi chúng ta lấy 50 nhân với lại 1,75 thì các em sẽ ra được kết quả đó là bằng 87,5 đơn vị là km. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ghi đáp số. Đáp số ở ý A, ô tô đuổi kịp xe máy lúc này, đó chính là 10 giờ 45 phút. Và ý B, 87,5 km. Cẩn thận hơn các em thể ghi cho thầy là ý A này, ô tô đuổi kịp xe máy lúc 2.10 giờ 45 phút này. Sau đó ý B này, nơi gặp nhau cách A 2.87,5 km. Đấy, hoặc em ghi ngắn gọn như này cũng được nhé. Như vậy thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 6, cũng là bài tập cuối cùng của tuần học 31 rồi. Thầy chúc em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.